Ok, chào bạn. Đây mình sẽ thi đấu trên trang LeChess đấu đối thủ Mogabi. Elo khoảng gần 2000. Nào mã lên luôn. Được suýt nhỉ. Chơi luôn. Ghim mã. Chiếu của em sao? Lên vua. Này được suýt nhỉ. Về đấy đuổi tượng thì phải chạy rồi. Cứng nhỉ. Ra đấy lên mã rút tượng. Và vua giữ xe. Đây mình sẽ đưa vua ra cánh hậu này. Chiến thuật đơn giản sẽ như vậy. Lên mã. Dã luôn. Dã nút. Chạy đâu rồi em? Mất tốt nhá. Chiếu đây bắt phải chui lên. Làm thằng tốt này đi. Chịu thua luôn. Ok, chúng ta sẽ đến đối thủ 2145. Đánh gặp bít vua luôn. Quá hay. Chết thành công lại áp dụng những cái nước đánh ở trong máy để thi đấu với thế Gambit vua huyền thoại. Giờ ăn mã đây thì mình sẽ ăn tốt này. Còn nó giữ thì mình sẽ đuổi. Giữ này. Ăn đi. Đây những nước đánh đã được tính toán trong máy hết rồi. Chúng ta chỉ được đi theo thôi. Nghĩ làm gì nữa. Lên hậu. Dã nốt đi.
Về mã tốt này không giữ được nhỉ, thôi phải mất rồi, bắt buộc phải mất. Xã nút đổi bằng sạch lên mã đấy, thế là nhảy vào đây. Ok, tạm thời cứ lùi về phòng thủ đã. Đúng nhảy vào đấy thật. Đây. Đi. Lên mua. Khó nhỉ. Cờ này mình chưa biết thế nào. Lên mua đây, ăn đây. Đưa xe ra. Được. Rồi gớm quá. Bẫy rồi, chết, thành công đã làm được rồi. Làm được rồi. Làm được rồi.